Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Coratec Dolomit, một mẫu xe mang thương hiệu của Đức, được trang bị full bộ chuyển động Shimano 105. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Khung của chiếc xe là khung nhôm, khung còn mới nguyên bản. Xe còn rất là đẹp. Đó, trang bị bộ gạt đĩa Shimano 105 đề chuyển lít cũng là Shimano 105, bánh là 7 phân C, thân 3 mảnh. Trên tay lái mình cũng được trang bị bộ tay lắp là Shimano 105. Như là nơi đi vòng. Mình sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Giá em đã để đây luôn này, còn nếu mà em không để giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Đây 4m8 này, chơi con này đẹp. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 54 cm. Phù hợp cho các bác từ khoảng 1m67-68 đến khoảng 1m80, như là phù hợp. Về 1.5 về tầng lip, 2 tầng đĩa. Trong một chiếc xe đua hiệu Đức Coratec Dolomit được trang bị full bộ chuyển động 105, bên em đang bán với mức giá là chỉ có 14.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.